Alan Lowenthal, chúng tôi được biết là ông cùng với hai vị dân biểu Lucoria và Harvey Ruda vào hôm 29 tháng 4 đã đồng ký tên trong một bức thư gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông có thể chia sẻ về thông điệp của bức thư này? Yes, I wanted to send a message to the Vietnamese government that if it's serious about moving beyond old wounds from the war, then it is time for the Vietnamese government to demonstrate its commitment to U.S.-Vietnam bilateral relations. Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến chính quyền Việt Nam rằng để vượt qua nỗi đau chiến tranh một cách nghiêm túc thì đây là thời điểm chính quyền Việt Nam nên thực hiện những cam kết của họ trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ qua việc cải thiện nhân quyền, trả tự do cho tù nhân lương tâm, trùng tu nghĩa trang Biên Hòa và chấm dứt việc bắt bớ các lãnh đạo tôn giáo, các nhà hoạt động và giới blogger cũng như các báo chí độc lập. Đồng thời, hãy nói cho người dân biết về cách làm này nhân dịp 45 năm chiến tranh Việt Nam chấm dứt và đánh dấu 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Tôi hiểu rằng Việt Nam mong muốn thúc đẩy mối quan hệ cũng như hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai nước, nhưng các vấn đề được đề cập trong bức thư này là trở ngại nghiêm trọng cho Việt Nam, và tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng nếu như Việt Nam thực tâm muốn giải quyết các vấn đề đó thì tiến trình sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể hiện quyết tâm giải quyết xong các yêu cầu cam kết đó. Vào hôm 28 tháng 4, ông và 12 vị dân biểu Hoa Kỳ cũng đã đệ trình nghị quyết Hạ viện ghi nhận biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 75, tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn bị thất thủ. Nghị quyết này chuyển tải ý nghĩa đặc biệt gì, thưa ông? Well, this is not the first time I've introduced this a resolution like that. Every year since when I joined Congress, I was elected in November of 2012 and beginning in... Đây không phải là lần đầu tiên nghị quyết được đệ trình. Kể từ khi trở thành dân biểu Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm 2012 và bắt đầu từ năm 2013, hàng năm tôi đều đệ trình nghị quyết ghi nhận biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ, gọi là nghị quyết tháng Tư Đen, bởi vì rất là quan trọng đối với những người Mỹ gốc Việt mà tôi đại diện cho họ. Đặc biệt trong lúc này, thế giới đang đối phó với đại dịch COVID-19, chúng ta càng không thể nào được quên nỗi đau lịch sử về tháng Tư Đen mà câu chuyện của cả triệu người Việt tị nạn, rời bỏ quê hương, định cư khắp nơi trên thế giới và để vinh danh sự đóng góp của tại mỗi quốc gia mà họ hiện diện. Nhân dịp tưởng niệm 45 năm biến cố tháng Tư Đen, chúng ta phải cống hiến những giá trị chúng ta được hưởng, gồm tự do, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Tôi đã làm công việc này hàng năm và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi đất nước Việt Nam có được các giá trị này. Cách đây gần 5 năm trước, vào cuối năm 2015, ông đã soạn thảo một bức thư gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ. Bức thư này được 4 vị dân biểu Hoa Kỳ đồng ký tên, kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem xét tái định cư cho các cựu sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ có những phản hồi nào liên quan bức thư này hay không? Well, thank you for asking me that. That's a very, very important issue. Cảm ơn về câu hỏi này. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Lá thư tôi gửi hồi cuối năm 2015 và đến tháng Giêng năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hồi đáp lá thư của tôi. Trong thư nói rằng họ đang thảo luận về vấn đề đó, đồng thời Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng họ không nghe thấy có sự bắt bớ nào xảy ra với cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù vậy, tôi hiểu rằng nhiều người trong số cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa rất khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Tiếc thay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thư hồi đáp đã không đề cập đến việc họ có bất cứ kế hoạch nào để mở lại chương trình ODP, cụ thể là không thực hiện chương trình định cư nhân đạo HO cho các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Điều này có nghĩa là Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy Bộ Ngoại giao hoặc có thể xem xét một nghị trình cụ thể để mở lại các chương trình dựa vào những luật hiện hành. Như chúng ta biết, hiện tại những quan điểm chính trị khác biệt về vấn đề di trú ở Hoa Kỳ đang bị phản đối rất cao. Bên cạnh đó, do dịch COVID-19 trong lúc này thì cũng rất trở ngại để Quốc hội thảo luận các vấn đề di trú như thế này. Vào dịp 45 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc thì Đài RFA đã có chuyện trò được với một vài cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ chia sẻ rằng là họ đang phải vật lộn với cuộc sống trong những ngày già yếu tại Việt Nam. Ông cảm nhận ra sao khi nghe được tâm tình này
và ông có những cái ý tưởng nào để giúp đỡ hay hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không may mắn đó? Well, the first thing I feel is a great sadness. I think it's very sad and very tragic. Khi nghe tâm tình như thế, thì tôi cảm thấy rất thảm thương cho hoàn cảnh của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thật là đau buồn cho họ. Tôi rất sẵn lòng đón nhận tất cả các ý kiến hay đề nghị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhằm ghi nhận và vinh danh cũng như làm thế nào để giúp đỡ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ. Và như tôi đã nói, dịp tưởng niệm 45 năm biến cố Tháng Tư Đen đến trong thời điểm khủng hoảng do dịch COVID-19 cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng, rằng những người Việt Nam chấp nhận buộc phải rời quê hương với sự đánh đổi sinh mạng của mình để tìm giá trị của tự do. And we honor those who had to leave, were forced to leave Vietnam and risk their lives seeking freedom in other countries. Rất cảm ơn dân biểu Alan Lowenthal dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với đài RFA. Thank you so much. Như hết thảy trẻ em ở Việt Nam, Đình Kim được giáo dục về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 là Đại thắng mùa xuân, ngày giải phóng miền Nam thống nhất hoàn toàn đất nước, với lòng tự hào rằng Việt Nam đã đánh bại cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Kim nói với RFA rằng anh có thói quen tra cứu mọi thông tin mình muốn tìm hiểu trên mạng Internet. Từ đó, anh phát hiện thêm nhiều sự thật khác về ngày 30 tháng 4 mà sách lịch sử giáo khoa đã không đề cập đến. Mình có thói quen là mình hay xem Wikipedia. Thì mình mới thấy là ở Wikipedia nó nói về ngày 30 tháng 4 này. Để sao để có cái ngày quốc hận này, ngày tháng tư đen này. Thế là lúc đó thì mình mới lên Google mình search hai cái cụm từ này. Thì nó ra một số cái trang blog kể về những cái sự đau khổ, những cái sự mất mát, những cái sự buồn bã khi mà người ta sống ở một cái đất nước khác và người ta nghĩ về, nhớ lại cái biến cố đó. Khi mà mình đọc được những cái dòng đó thì mình nghĩ là có một bộ phận những người người ta đang ở bên nước khác và người ta là những người đã ra đi, có thể là vượt biên, có thể là theo những cái chiến trực thăng đó thì mình không biết được. Thì sau này khi mà đúng rồi, thì mình biết được nhiều hơn thì mình nó mới thực sự là thay đổi được cái quan điểm của mình về ngày 30 tháng 4 này. Minh, người chuẩn bị du học thạc sĩ ngành nhân quyền và chính sách công tại Thụy Điển, cũng thay đổi quan điểm của mình nhờ vào việc đọc nhiều hơn các tài liệu bằng tiếng Anh. Trước đây, học sự ở trường thì em chỉ biết rằng ngày 30 tháng 4 là ngày chính quyền miền Nam Việt Nam đầu hàng, quân đội Bắc Việt chiếm Dinh Độc Lập và ngày đấy được coi là ngày thống nhất đất nước. Sau này, khi đọc nhiều hơn các tài liệu bên ngoài thì em mới biết ngày đấy không nên được coi là ngày giải phóng dân tộc hay thống nhất đất nước gì cả, vì thực sự đã có rất rất nhiều người phải chết, phải rời bỏ tổ quốc, phải chịu cải tạo, bị tịch thu tài sản sau biến cố đấy. Vi Nguyễn là một thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, chia sẻ cô cũng từng tự hào về lịch sử dân tộc hào hùng được giảng dạy ở nhà trường. Tuy nhiên, niềm tự hào đó cũng thay đổi kể từ khi cô đi du học và được tự do tiếp cận thông tin ở một đất nước dân chủ. Thì lúc trước ở trong trường á, thì mình được học ở Việt Nam á, thì lúc mà được học là giống như là 30 tháng 4 là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, nói chung cũng rất là tự hào về cái lịch sử dân tộc, về những việc mà mình đánh chống Mỹ rồi chống Trung Quốc, chống Pháp điều này nọ. Lúc mà mình đi qua bên Đài Loan mình đi học á, thì khi mà mình tiếp nhận thêm những cái nguồn thông tin khác ở bên ngoài thì mình mới tìm hiểu, thì mình mới biết được là cái sự thật về 30 tháng 4 nó không phải giống như những cái gì mà mình được học trước đó. Cái sự thật lịch sử nó không có được viết đúng, giống như là người chiến thắng thì lúc nào cũng là cái người mà viết nên lịch sử hết. Ví dụ như về Việt Nam Cộng Hòa thì lúc bên kia thì mới biết được là có một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một cái nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, mà xưa thì được gọi là chỉ là trong sách chỉ là Mỹ Ngụy thôi, chứ họ không nói chính xác là đất nước Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ lại có nói về nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ngoài miền Bắc. Theo Đình Kim, quan điểm của mình về cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc và ngày 30 tháng 4 có sự thay đổi theo từng giai đoạn. Từ mang trong lòng niềm tự hào, cho đến giờ thì anh coi biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 như là một tiến trình thay đổi thể chế ở miền Nam Việt Nam. Cái quan điểm mà ngày thống nhất hay là cái ngày quốc hận hay là Tháng Tư Đen nó phụ thuộc vào cái đánh giá chủ quan của cái
cái tư tưởng mà người ta suy nghĩ về nó. Đối với mình á, thì ngày 30 tháng 4 nó không hẳn là một xâm lược, nó cũng không hẳn là một xâm lược. Thực ra thì cái lực lượng mà để tiến hành ngày 30 tháng 4 này nó không phải chỉ có Bắc Việt mà nó còn có cái mặt trận Việt Minh ở bên trong miền Nam Việt Nam nữa. Cái đó là mặt trận giải phóng Việt Nam nữa. Cho nên không hẳn là một cuộc xâm lược mà nó là một cái tiến trình thay đổi cái thể chế, thay đổi cái chính phủ, tiến trình sụp đổ của một chính phủ mà không còn được Mỹ bảo trợ. Và mình cũng biết là từ năm 1973 là Mỹ không còn bảo trợ miền Nam nữa. Bạn Minh thì khẳng định luôn quan điểm của mình về cuộc chiến này là nội chiến chứ không phải là giải phóng dân tộc, bởi vì rõ ràng là người Việt đánh người Việt. Biến cố 30 tháng 4 không đơn giản là một sự kiện lịch sử, mà nó còn là bước ngoặt thay đổi số phận của hàng triệu con người. Sau 45 năm, hệ quả của biến cố ấy vẫn còn gây ảnh hưởng đến nhiều người đang sống ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, việc phân biệt đối xử với con cái của những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cần phải thừa nhận rằng đấy là một cuộc nội chiến, chứ không phải là chiến tranh giải phóng dân tộc. Cả ba người mà chúng tôi phỏng vấn đều nhìn nhận rằng chương trình lịch sử sách giáo khoa hiện nay mà tất cả các học sinh Việt Nam đều phải học có quá nhiều điều không khách quan, không đúng với sự thật và còn nhiều điều bị che giấu về chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975, Đình Kim nói. Rõ ràng, hiện tại người thắng là người có quyền nói, cho nên là những cái gì mà họ đưa vào trong sách vở được dựng lên theo một cái hướng chủ quan nhất định từ phía miền Bắc. Mà chính vì như vậy cho nên là nó sẽ có cái sự là không có khách quan. Không có khách quan ở đây về mặt đa chiều, về mặt thông tin, về mặt sự kiện lịch sử. Nhiều khi có những cái sự kiện lịch sử mà đã bị che lấp đi, người ta không có đưa vào trong sách vở. Nó dẫn tới một cái sự thật đó là thế hệ trẻ Việt Nam, thậm chí là mình khi mà mình được giáo dục vào những cái môi trường đó thì mình cũng chỉ hiểu biết giới hạn về cái sự thật chủ quan từ một phía mà thôi. Ví dụ như đơn giản như cái cách cái sách giáo khoa lịch sử Việt Nam người ta nói về một cái chủ thể là chính quyền Mỹ ngụy chẳng hạn thôi. Cái đó thôi nó đã làm thể hiện cái sự chủ quan của phía miền Bắc Việt Nam rồi. Nếu được thay đổi cách giảng dạy lịch sử cho thế hệ trẻ Việt Nam về cuộc chiến tranh này, Đình Kim nói cần phải tôn trọng sự thật lịch sử, đúng và đủ, cần xác định rõ ba điều cơ bản như sau. Thứ nhất là mình phải xác định rõ rằng cái cuộc chiến này là cái cuộc nội chiến giữa hai miền. Nó không phải là cuộc kháng chiến chống Mỹ hay là cuộc chống xâm lược từ phía miền Bắc. Không phải. Đó là nội chiến giữa hai phe có tư tưởng khác nhau, giữa hai chính quyền có tư tưởng khác nhau. Và cái thứ hai đó là ngày 30 tháng 4 là ngày mà cái lực lượng phía Nam, miền Nam, cái chính phủ phía Nam người ta bị thất bại bởi cái lực lượng phía Bắc, chính phủ phía Bắc. Cái thứ ba nữa là cái ngày này không phải là ngày giải phóng. Cái ngày này là ngày thống nhất đất nước, có thể là chấp nhận được là ngày này thống nhất hai nước trở thành một nước. Nhưng nó không phải là ngày giải phóng. Tại vì cái người miền Nam người ta chưa bao giờ có ý định là người ta muốn giải phóng. Và nếu mà cái ngày này là ngày giải phóng thì tại sao mà sau cái ngày giải phóng đó thì hàng triệu người phải ra đi để thoát khỏi cái đất nước vừa giải phóng đó. Bạn Minh cho rằng ít nhất những người biên soạn sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cần phải nhìn nhận khách quan hơn về cả hai bên. Họ nên có cái nhìn khách quan và công bằng hơn với cả hai phe, cả phe Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài ra nên loại bỏ những từ ngữ tiêu cực, mang tính chất phân biệt khi nói về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như ngụy quân, ngụy quyền, bán nước, theo đế quốc Mỹ, v.v. Theo Vi Nguyễn thì bây giờ có đóng góp ý kiến thay đổi cách giảng dạy bộ môn lịch sử cũng không có tác dụng. Chỉ có một nền dân chủ tự do thực sự mới giúp người dân tự do tìm hiểu, tự do nhận định đâu là sự thật mà thôi. Thực tế thì cái lịch sử Việt Nam nó bị thay đổi khá là nhiều. Cho nên là bây giờ Việt Nam chỉ có một cách duy nhất thôi. Nó có cái sự tự do thực sự, một cái nền dân chủ thực sự thì lúc đó nó mới có cái sự thay đổi trên tất cả mọi mặt. Không chỉ về mặt giáo dục, kinh tế hay là tất cả mọi mặt. Chứ còn bây giờ nói mà để thay đổi góp ý không có được. Chỉ khi nào mà thay đổi được thực sự cái gốc rễ thì khi mà có tự do thì mọi người được tự do tìm kiếm và họ lúc đó họ sẽ tự soạn thảo ra những cái chương trình cho nó phù hợp thôi. Trong những ngày cuối tháng 4, báo chí nhà nước rầm rộ đưa tin chào mừng ngày 30 tháng 4 với những từ ngữ quen thuộc như dấu ấn lịch sử hào hùng hay đất nước trọn niềm vui. Vẫn không hề có thông tin về những gia đình bị chia cắt, những con người bị vùi dập, dòng người trốn khỏi đất nước kể từ sau tháng 4 năm 1975 được đưa lên mặt báo trong nước.
báo chí, sách vở ở Việt Nam vẫn im lặng về những vấn đề đó, cho dù chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ, 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 qua gần nửa thế kỷ.